Chào các bạn, chào mừng các bạn cùng đến với Clutter Watch Vlog. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách kiểm tra mã vạch các sản phẩm Clutter Watch với phần mềm iCheck trên điện thoại. Đầu tiên, bạn tải phần mềm iCheck về điện thoại của mình, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Bạn đăng nhập bằng số điện thoại hoặc là Facebook cũng được ạ. Trên màn hình của chúng ta sẽ hiện ra nhập mã bằng tay. Đầu video mình có quay video bao bì sản phẩm. Các bạn lấy mã sản phẩm trên bao bì nhập vào chỗ trống ạ. Mình sẽ thử nghiệm với sản phẩm chai xịt khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản Clutter Watch, dung tích 300ml. 0938 523 15 2017. Nào, chúng ta cùng xem kết quả. Trên màn hình hiện ra hình ảnh của chai xịt 300ml rồi ạ. Rất đẹp đúng không ạ? Clutter Watch. Sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin. Mục đánh giá chất lượng, đánh giá tiền, hiệu quả sử dụng. Sẽ sử dụng lại, giới thiệu bạn bè. Mong tất cả các feedback đều là 5 sao ạ. Đá kem mình đã dùng để xịt khử mùi trong thùng rác, nhà vệ sinh. Bạn đừng quên điền review về sản phẩm của công ty Android Việt Nam vào ô trống bạn nhé. Mình đánh hài lòng về sản phẩm. Nhấn vào ô gửi đánh giá. Mỗi feedback của khách hàng là niềm động lực để công ty chúng tôi cải thiện nhiều hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ sản phẩm. Ngoài ra, bạn sẽ thấy thông tin về sản phẩm, thông tin về doanh nghiệp, các sản phẩm tiếp theo của công ty, hộp khử mùi đa năng, thẻ đeo di động, chai xịt mini. Chúng ta cùng đến với một thử nghiệm nữa. Mình sẽ check sản phẩm chai xịt mini 50ml, một trong những chai xịt bán cực chạy mùa dịch Covid vừa rồi. Chai xịt rất tiện lợi để các bạn mang theo bên mình, đặt trong túi sách. Khi chúng ta đi ăn ở nhà hàng bên ngoài hoặc ở quán vỉa hè, bạn có thể lấy xịt để rửa tay, lau bàn trước khi ăn. Hoặc xịt khử mùi trong nhà vệ sinh, mùi thuốc lá này, nơi chứa rác thải. Theo nhấn vào sản phẩm thẻ đeo khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản. Một trong những sản phẩm bán rất chạy tại Nhật Bản. Dựa trên nguyên lý hoạt động của khí Clo2 đã được các tổ chức như WHO, FDA chứng nhận về độ an toàn cũng như tác dụng diệt sạch virus, vi khuẩn, bảo vệ sức khỏe của bạn, mang lại cho bạn một bầu không khí trong lành. Cuối video mình có quay bao bì mã sản phẩm chai xịt khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản Clutter Watch 300ml. Bạn thấy trên bao bì là mã vạch sản phẩm 8938523 15 2017.